Ai tiêu? Bê. Vâng. Sáu giờ sáng, từng hồi cảnh báo động dồn dập vang lên trong căn cứ của trung đoàn không quân 935. Tổ lái của chiếc máy bay Su-30 MK2 được lệnh nhanh chóng xuất kích đánh địch. Tuy nhiên, các phi công chiến đấu không được thông báo trước về tọa độ, vị trí của máy bay địch. Việc không được biết trước dẫn đến là khi lên trên không thì chúng tôi bắt đầu mới nhận được nhiệm vụ, cũng như là bắt đầu mới triển khai và tính toán trực tiếp ở trên máy bay. Cùng thời điểm đó, một chiếc máy bay Kasa C-212 cũng được lệnh cất cánh, giả làm mục tiêu địch để phi công Su-30 chặn kích. Đây là một tình huống được đặt ra trong đợt diễn tập của quân chủng phòng không không quân có mật danh MN-24 nhằm bảo vệ bầu trời phương Nam trước các đợt tiến công đường không. Dù không được cung cấp thông tin về mục tiêu, thế nhưng bằng các khí tài hiện đại, các phi công Su-30 nhanh chóng đưa máy bay địch vào vòng ngắm và khai hỏa vũ khí đối không. Với các bài bay thì chúng tôi năm nay chúng tôi không cho biết trước đường bay, mà chúng tôi chỉ cho khu vực trung đoàn trưởng hoặc sư đoàn trưởng sẽ quyết định cho máy bay cất cánh lên để đánh chặn mục tiêu. Đấy là cái mục tiêu chúng tôi đặt ra năm nay là nó cao hơn. Trung đoàn của lực lượng phòng không quân rất háo hức và có cái sự quyết tâm cao trong cái thực hành diễn tập lần này. Để sát với thực tế chiến đấu của hình thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại, rất nhiều UAV và các loại máy bay khác nhau liên tục được lệnh tấn công những vị trí trận địa phòng không của các đơn vị pháo cao xạ trên khắp chiến trường miền Nam. Với phương châm hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung, các khẩu đội pháo 37mm, 57mm đều nhanh chóng phát hiện, bám bắt và tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Mục tiêu! Ai tiêu? Bê! Vâng! Những khẩu đội pháo phòng không tự hành giữa Su-23 với mật độ hỏa lực dày đặc, tốc độ bắn cao cũng cơ động đến vị trí thuận lợi để chặn đánh máy bay địch bay thấp và UAV. Với khí tài của tiểu đoàn đó là có mật độ hỏa lực rất chi là dày đặc, nên quá trình tổ chức thực hiện bắn các loại mục tiêu bay thấp, máy bay xuất hiện bất ngờ, đặc biệt các phương tiện không người lái, đây là một cái yếu tố phát huy hết được tính năng phần tử cũng như khả năng chiến đấu của tổ hợp giả su, và chúng tôi đã quyết tâm bắn tiêu diệt mọi loại mục tiêu khi chúng xâm phạm vào trong khu vực hỏa lực của tiểu đoàn. Để nội dung diễn tập sát với thực tế chiến đấu trong tình hình mới, các máy bay trực thăng Mi-17, Mi-171 mang theo máy phát nhiễu liên tục bay vòng quay các khu vực trận địa, kết hợp với các đơn vị tác chiến điện tử liên tục phát rung nhiễu trên tất cả các dải tần số, gây khó khăn cho radar của các đơn vị hỏa lực bám bắt mục tiêu. Tuy nhiên, với quyết tâm vạch nhiễu tìm thù, tín hiệu máy bay địch đã nhấp nháy trên màn hiện sóng của tiểu đoàn tên lửa 168. Chú ý, mục tiêu bay thấp. Được, đài 1 tính chất tốc 102. Không tiêu. Cự ly phóng 17, đoạn 2 quả. Quả 1, phóng. Một mình không là không, à 12 độ. Quả 2, phóng, tốc 6. Một mình không là 2, à 14 độ. Ai là con tốt? Có độc quyền. Ai đã sử dụng? Quả 1, cách 10. 5. 3. Quả 1, 6. Để thực hành đợt diễn tập lần này, chỉ trong một thời gian rất ngắn, các đơn vị phải tháo rời toàn bộ bệ đạn, anten, xe chỉ huy đang trong vị trí trực chiến, đưa lên xe kéo để di chuyển đến vị trí bí mật trong đêm tối nhằm phòng tránh, đánh trả hỏa lực tiến công đường không của địch. Với quân số lên đến hàng nghìn người cùng hàng trăm đơn vị vũ khí, khí tài hiện đại, đây là cuộc diễn tập lớn nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu cho các sư đoàn phòng không không quân miền Nam, đồng thời bổ sung các phương án tác chiến sát với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.